trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đài Lito Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2:30 đến 3:30. Chủ đề của chúng ta hôm nay nói về số mệnh của con người, số mệnh hay là bản ngã, hay là cái tôi, hay là cái nghiệp, hay là cái tâm tánh của mình, nó tất cả nó đều là một. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta có một đời sống, có một số mệnh. Rất nhiều người hỏi tôi rằng là: thưa anh, số mệnh của con người ta đã có rồi đó, có tốt có xấu rồi đấy. Thế nhưng bây giờ làm sao để mà mình có thể thay đổi được? Kính thưa quý vị, không ai có thể thay đổi được người khác. Thay đổi cho chính mình đã là khó rồi, làm sao có thể thay đổi được cho người khác? Chúng ta chỉ có những lời khuyên, những lời nói mà thôi. Người xưa đã nói rằng gian sang dễ đổi nhưng mà tánh xưa thì khó dời. Một người đã có cá tính như thế rồi, đánh cho chết đi chăng nữa vẫn là một cá tính như thế. Bởi sao tôi có những cá tính như thế? Là bởi vì cái tâm mạng của mình ở trong cái tam hợp của dần, của trong tam hợp của mệnh, tài và quan, chiếu di nữa. Những tam hợp đó nó xác định được cái tâm mệnh của một người nó thuộc về cái khuynh hướng nào trong xã hội. Có người hợp về buôn bán, có người hợp về đi nhà binh, có người hợp về đi vào những ngành giáo dục, vân vân. Tôi xem số nhiều thì biết rằng là có những lá số, những đứa nhỏ nó chỉ có hợp về đi về quan võ, đi về khuynh hướng ra ngoài đụng chạm thì theo dõi mới biết rằng là sau này lớn lên nếu cha mẹ không vì những điều kiện của xã hội rồi cái khuynh hướng của gia đình, cha mẹ không giáo dục kỹ, đứa nhỏ có thể trở thành những người xấu trong xã hội, làm những chuyện tồi bại và rất là gan lì, không có sợ nguy hiểm. Nhưng nếu có những cái môi trường, những lá số tốt, có những bộ sao tốt, tứ đức nó vào thì cái đứa nhỏ tự nhiên nó muốn chọn vào đường đi vào quân đội, đi vào đường học võ, đi vào quân đội để giúp đời, hoặc là những cái ngành nó có sử dụng đến cái sự vận động của con người. Kính thưa quý vị, tâm mệnh của con người, số mạng của con người, cái ngã của con người, cái tôi của con người, đích thị đó chính là mệnh số trong lá số tử vi. Không ai có thể sửa dời cá tính của người khác được. Cha mẹ dù thương con cái của mình cách mấy đi chăng nữa cũng chỉ là những lời khuyên, những lời nhắc nhủ cho con cái mình thành công mà hơn. Thế nhưng kính thưa quý vị, nếu lỡ ra mà con mình nó đi vào những cái đường sai trái thì chúng ta cũng trở nên thất vọng, trở nên buồn khổ, trở nên đau khổ. Chúng ta phải tiếp tục khuyên răng, khuyên con cái mình nên đi vào con đường tốt, đi vào con đường đúng để thành công hơn. Nhưng nếu nó cứ khăng khăng, nó bảo vệ cái bản ngã của nó bảo vệ cái cá tính, bảo vệ cái nghiệp lực đó để nó thi hành, thì quý vị không thể nào quý vị thay đổi, sửa đổi được. Cứ để tự nhiên, để cho nó trả cái nghiệp quả của đứa nhỏ, để cho nó thi hành cái nghiệp lực của nó. Rồi trong cái thức tỉnh của nó sẽ nhận được, sau khi nó trả được cái quả đó rồi, nó nhận được, nó thức tỉnh được rồi, từ từ nó có thể thay đổi cái số mệnh của nó. Cha mẹ nào lại không có thương con cái? Cho nên quý vị chớ có đau buồn khi nhận ra rằng con cái của mình nó có những cái đi đường sai. Quý vị cứ thoải mái tự nhiên, vì đó là cái nghiệp quả của nó. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mình sinh ra cái xác thân của đứa con, nhưng đứa con nó có cái nghiệp quả, cái karma của nó, cái nghiệp lực của nó để nó trưởng thành, cái vai trò của nó. Số mệnh của con người, chúng ta có một cái xác định rồi. Xin quý vị
lúc nào cũng xem số mệnh của mình là một vấn đề quan trọng cần phải kiểm soát, nhất là mỗi năm có sự thay đổi trong đời sống. Trong mỗi một năm, kính thưa quý vị, đã có cái chùm sao thái tuế về. Khi chùm sao thái tuế về thì nó sẽ có những cái quả tam hợp của nó, thái tuế, quang phù, bạch hổ, chiếu là tuế phá. Trong cái tam hợp đó nó có những cái vị trí nó đóng để nó xác định cái việc gì sẽ xảy ra, và đợi cái tháng, tức là cái nguyệt lệnh, cái tháng đó là sẽ thi hành cái vai trò của cái năm đó, và để cái ngày nó sẽ tới, và để cái giờ nó sẽ thành việc. Cho nên cẩn trọng, chúng ta nên kiểm soát cái số mệnh của chúng ta mỗi một năm một lần, nhất là vào ngày sinh nhật hoặc là ngày đầu năm, để chúng ta xác định được đường hướng đi của mình một cách rõ ràng hơn. Trong tử vi nó xác định được cuộc đời số mệnh rồi, cho nên chúng ta trong sự sinh hoạt, tất cả mọi người chúng ta đều bình đẳng. Quả thật tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta là những cái sợi dây liên kết, nó có những cái sự liên kết về sự sống, về sự nguy hiểm, về những cái tương tác dù ở xa gần chúng ta đều có cả. Cho nên chẳng ai chúng ta đáng trách, chẳng ai chúng ta chê là ngu dốt, chẳng ai chúng ta khen là làm giàu giỏi quá, vân vân. Tất cả đó là số mệnh của con người. Tới đây tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dương lịch. Nam sinh ngày 9 tháng 6 1966, từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng. 6 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng. Người này có khả năng sinh vào giờ Mão. Ngày mấy tháng mấy ạ? Ngày mấy tháng mấy dương lịch ạ? Dạ, ngày 9 tháng 6 1966. Ngày 9 tháng 6 1966 dương lịch, 6 giờ sáng. Tôi xin phép giảng lá số tử vi. Tôi xin phép giảng lá số này như sau. Kính thưa quý vị, người nam này có một cái mệnh là mệnh thất sát. Thân có tử phủ ngồi địa không. Thứ nhất, và có cái không kiếp chưa về. Những người mà có cái mệnh sát phá tham, nhất là người đàn ông mà có cái sao thất sát. Thất sát là gì? Thất sát nó tượng cho một cái kiếm để đi vào trần gian mà đụng độ. Thế thì đó là vấn đề mà dương oai, cái vấn đề động. Cho nên những người mà có cái sao thất sát thì cái cá tính người ta rất là cứng cỏi, người ta rất gan lì, người ta rất là trầm luân, người ta rất là chiến đấu. Đây là cái người mà không có thể ai có thể nói chuyện được, hoặc là tâm sự được, hoặc là khuyên năng chuyện gì được, vì người ta rất là cứng rắn trong cái cuộc đời của họ. Thế nhưng tùy theo cái vận trời cho là lúc được, lúc không. Người này thì một đời thái tuế đồng ở cung tài, mà cái cung quan lộc là tham lang, đối chiếu lại có mã ngộ không kiếp. Cho nên đây là cuộc đời đầy sóng gió và chung chuyên vất vả, tạo được cái cơ nghiệp duy nhất là bắt đầu từ khi 30, 32 cho tới 42, và sau đó rồi từ đến 50 trở đi. Nhưng mà rồi cuối cuộc đời, cái thân là thiên phủ ngồi địa không, cho nên đây là cuộc đời đầy thăng trầm, có kiếm được tiền bạc rồi là hết, kiếm được tiền bạc là hết, cuối đời là không có gì cả, ngay cả chuyện vợ chồng cũng có vợ nhưng mà ở trong cảnh cô đơn và trống vắng, vì vũ khúc ngộ quả tú và cũng thê. Đó là sơ lược số mệnh như vậy. Tôi xin phép vào phần người kế tiếp. Alo, tôi nghe đây ạ. Cho biết năm tháng ngày giờ sinh. Đúng rồi, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, cháu nó sinh ngày mùng 1 tháng 3 năm 1984, vào từ 7 giờ tới 9 giờ. Ngày mùng 11 tháng 3. Dạ, ngày mùng 1 tháng 3 năm 84. Từ mấy giờ tới mấy giờ ạ? Từ 7 giờ tới 9 giờ. 7 giờ đến 9 giờ sáng hay giờ tối ạ? Dạ, giờ tối ạ. Vâng, 7 giờ đến 9 giờ, người này có khả năng sanh vào giờ Tuất nha. Bây giờ 9 giờ tôi xin phép trình bày lá số này như sau.
Đây là một người nữ, năm nay 33 tuổi. Đây là người nữ dạ, mà. Cháu trai. Cháu trai, xin lỗi. Nam, rồi tôi sửa lại là nam. Đây là một người nam có cái sao phá quân là sát phá tham, thân có thân sát nữa. Đây là cái người mà cả một đời cái tư tưởng người này không bao giờ ở yên hết. Cái tư tưởng lúc nào cũng tự ái cao, lo mọi việc, tính rất là khủng khiếp. Và cái con người trông rất là hăng say vào cái chiến trường, bởi vì sát phá tham mà lại có những cái sao tử tướng chiếu mạng, mà lại ở trong cái tam hợp của Thái Tuế Quan Phù Bạch Hổ. Nhưng người này tuy thế lại tính thì cái sức thì mạnh, mà cái ứng xử ra đời thì là nhẹ nhàng. Người này được cái là cái cung thê là cái giai đoạn mà là gia đình tương đối là khá, tạm thành công thôi, nhưng mà sinh ra đời không phải là cái người để mà tạo thành cái cơ nghiệp lớn, thành công lớn, giàu sang lớn. Đây là cái người mà cái cung tài có tiền rồi sẽ mất hết, rồi đến làm việc thì vô cùng bận rộn. Người này được một cái giai đoạn là bắt đầu từ 25 cho tới 35, 35 cho tới 45 là tương đối được. Còn những giai đoạn sau cuộc đời thì đầy sóng gió và chông gai, được rồi lại hết, được rồi lại hết. Cuối đời là người chỉ được trung phú, trung trung mà thôi. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta rất tiếc phải qua phần quảng cáo thương mại của đài. Xin quý vị giữ yên trên máy, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.